Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip phân tích trận chiến giữa hai nhân vật cực kỳ mạnh mẽ và là những huyền thoại trong các bộ anime. Akinonojia đối đầu với cụ Uchiha Madara. Ai sẽ thắng? 1. Uchiha Madara. Madara là thủ lĩnh của tộc Uchiha và là một trong những người sáng lập nên làng lá. Ông cũng là đối thủ truyền kiếp của Senju Hashirama. Ông được sinh ra trong thời kỳ chiến tranh triền miên, về sau ông đã bị hạ bởi Senju Hashirama khi bị đâm một thanh kiếm ở trận chiến thung lũng tận cùng. Nhiều người nghĩ rằng ông đã chết, nhưng thực chất ông vẫn đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch cho việc hồi sinh mình ở đại chiến ninja lần 4 bằng việc thao túng Obito. Ở đại chiến ninja lần 4, sau khi có được cảnh giới của một vị thần ở trạng thái nục đạo, cụ Madara tuyên bố cụ không ngán bố con thằng nào cho đến khi một cái thằng nào đó chuyên cầy chay mặc đồ bó chính là anh Maito Gai đá cho cụ suýt nữa thì cụ đi bán muối. Cũng may rằng là cụ bất tử với cả hồi sinh lại nữa đấy. Mặc dù vậy, về cuối cùng sau khi có được hai Rinnegan với cả sử dụng Tsukuyomi vô hạn đưa cả cái trái đất vào mộng giới trừ đội 7, thì cụ đã bị thằng Hatsetsu một phát đâm từ đằng sau khiến cụ ra đi mãi mãi. Có thể nói đây là một trong những cái pha mà hạ kẻ mạnh dễ nhất từng được thấy trong vũ trụ anime. Các năng lực về sức mạnh vật lý. Ông có sức mạnh vật lý cực kỳ đáng nể khi có thể hạ các ninja ở đại chiến ninja lần 4 chỉ bằng một cú đá hay một cú đấm. Khi dùng phân thân tàn hình Nimbo, ông đủ mạnh để đá bay cả các vị thú. Về độ bền, ông có độ bền rất ấn tượng, có thể chiến đấu nhiều ngày mà không tỏ ra mệt mỏi, dù bị thương nặng ông vẫn chiến đấu được tiếp. Ông cũng tanh được các đòn tấn công đến từ Ngũ Đại Kage và các đòn đánh đến từ Hashirama, hay thậm chí là tanh nguyên trực tiếp một quả đại ngọc Rasengan từ Naruto. Ở trạng thái Jinchuriki thập vĩ, ông thậm chí đủ mạnh để tanh được cả một cú đá từ vị trí của Maito Gai khi anh ta mở hết 8 cổng bát môn độn giáp. Ông đã chết sau khi Hatsetsu đâm ông để hồi sinh Kaguya. Về chakra, ông có nguồn chakra cực kỳ lớn, đã được cửu vĩ xác nhận là thứ chakra này còn tà ác hơn cả Kurama. Chakra của ông lớn đến mức khi các ninja cảm nhận được đã toát mồ hôi hột. Về tốc độ, ông có tốc độ cực kỳ đáng nể, có thể né các đòn đánh từ các shinobi mặc dù số lượng của bọn họ đông hơn, né được các đòn đánh từ Raikage, là một kage có tốc độ cực kỳ nhanh trong Ngũ Đại Kage. Thậm chí ở trạng thái Jinchuriki thập vĩ, tốc độ của ông đã được xác nhận là còn nhanh hơn cả Namekage Minato, và thậm chí là đủ sức theo kịp tốc độ của Maito Gai, mặc dù ông không thể nào đỡ được các cú đấm cú đá của anh ta khi có thể nhìn ra được, theo kịp tốc độ của Naruto và Sasuke sau khi bọn họ được gia tăng sức mạnh. Các nhãn lực, ông có hai nhãn lực là Sharingan và Rinnegan. Đầu tiên là Mangekyo, Sharingan của ông rất mạnh, cho phép ông sử dụng Susanoo của ông giúp gia tăng khả năng tấn công, khả năng phòng thủ cũng như áp chế cả cửu vĩ. Tiếp theo là Rinnegan, sau khi ông cấy tế bào của cụ nhất vào người thì cụ đã thức tỉnh Rinnegan. Cụ có thể sử dụng thiên thạch, địa bộc thiên tinh, phân thân tàn hình, có khả năng hấp thụ được các loại nhẫn thuật khác, điển hình như khi cụ hấp thụ đòn Rasen Shuriken của Naruto Susanoo. Nhờ có Mangekyo Sharingan mà ông có thể sử dụng được cả Susanoo. Susanoo của ông khi ở form toàn chân thể cao đến 120m. Susanoo này cũng cực kỳ bá, một vùng kiếm đã có thể chẻ đôi nhiều ngọn núi trong một lần duy nhất. Nó được cho là mạnh ngang hoặc hơn cả một vị thú. Nhờ có tế bào của cụ nhất mà cụ cũng sử dụng được cả một số nhẫn thuật mộc độn như mộc nông thuật hay hoa thụ giới đảng gián lâm. Cụ còn sử dụng một loại thuật hỏa độn cực kỳ mạnh được gọi là Kathun của Kamekaku, dịch ra là hỏa độn đại hỏa cầu. Đòn này đã phá hỏng được đòn thủy trận bích từ sư đoàn 4. Ông cũng sử dụng được cả một số loại ảo thuật như khi ông khống chế Raikage bằng ảo thuật. Ở trạng thái Jinchuriki thập vĩ, ông mạnh hơn rất nhiều, có thể đá bay Minato, một ninja rất nhanh, hạ một núp Minato Gaara Kakashi trong một núp. Ông có thể tạo ra Nimbo để đánh kẻ địch mà kẻ địch không biết. Ông sử dụng được cả Tsukuyomi vô hạn đưa cả thế giới vào mộng giới, trừ những ai được bảo vệ bởi giáp của Susanoo hoặc kẻ đó bị mất linh hồn, nghĩa là chỉ còn đúng cái xác không ấy, hoặc kẻ đó được hồi sinh bởi tạp giới chuyển sinh, nghĩa là chỉ là toàn là cát bụi mà thôi, cùng với cả linh hồn chứ không hề có da thịt. Và trong trận chiến này, mình tin chắc rằng Akinonojia có thể kháng lại được đòn Tsukuyomi vô hạn của ông, vì đơn giản sau khi hấp thụ khe nứt thời gian, Akino đã để linh hồn của mình ở trong khe nứt thời gian để cân bằng sức mạnh trong đấy, còn thể xác của ông thì vẫn sừng sững bên ngoài để phá hủy thế giới. 2. Akinonojia. Akinonojia là trùm cuối cũng như là phản diện mạnh nhất trong vũ trụ Fairy Tail tính đến nay, là con rồng mạnh mẽ nhất. Về nguồn gốc, Akinonojia là một sát nông nhân đến từ 400 năm trước. Anh đã học sát nông thuật để tồn tại và đi tàn sát tất cả loài rồng trên trái đất, cũng như là dí ngũ thần nông đến tận lục địa Gyutala. Các khả năng.
Ở dạng người giống như hầu hết các Sanong nhân khác, anh có thể hấp thụ nguyên tố, chỉ khác một điều là anh không có nguyên tố chính thức mà anh có thể hấp thụ mọi loại năng lượng anh có thể hấp thụ được, ngoại trừ một số hạn chế như là những ngọn lửa nóng quá trên 1200 độ C thì Arno cũng phải bó tay. Giống như bao các Sanong nhân khác, anh cũng có thể sử dụng nong hống và có thể truyền nguyên tố của mình vào các cú đấm cú đá để gia tăng sát thương cũng như là khả năng tấn công, và điều này được thể hiện rất rõ trong trận chiến với Hỏa Long Vương Igni cũng như là 7 Sanong nhân. Khả năng điều khiển không gian thời gian. Sau khi hấp thụ khe nứt thời gian, anh có thể điều khiển không gian thời gian, có thể dịch chuyển các Sanong nhân vào trong thế giới của mình. Ngoài ra, khe nứt thời gian cung cấp cho anh một nguồn ma lực siêu to khổng lồ đến mức anh phải tách linh hồn ra để cân bằng sức mạnh bên trong khe nứt thời gian, còn thể xác thì vẫn bên ngoài phá hủy thế giới. Sanong thuật. Hiện chưa rõ Sanong thuật của Acnologia là loại nào, nhưng nó không có nguyên tố và có thể hấp thụ mọi loại nguyên tố cũng như năng lượng để gia tăng sức mạnh cho mình. Về độ bền, Hách Long có độ bền rất là đáng nể, được thể hiện qua trận chiến với Hỏa Long và Igly. Anh không hề bị đuối sức, có thể tanh nguyên một đòn nong hống cũng như là bị thổi bay cùng với một ngọn núi lớn, nhưng mà cuối cùng chẳng hề hấn gì cả, thậm chí còn không có một vết xước. Ở trận chiến cuối cùng ở dạng rồng, anh tanh nguyên hàng ngàn cây kiếm từ Jaskanet đâm vào lưng mà chỉ bị đẩy ngã mà không có xi nhê gì cả. Dù rất trâu bò là như vậy, nhưng đến cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của cả thực địa nên thành ra nhân vật chính Natsu cũng đã có thể kết liễu phần linh hồn của anh ta, khiến cho phần thể xác bên ngoài bị tan biến. Về tốc độ, anh có tốc độ cực kỳ nhanh, có thể theo kịp và áp đảo Ignew trong trận chiến. Tốc độ của anh nhanh đến mức mà ngay cả August cũng không nhìn theo kịp. Tốc độ của ông đủ nhanh để đả bại luôn cả Nasus, một Sanong nhân mang sức mạnh của sấm sét. Theo mình, tốc độ lúc này của Acnologia đã phải đạt đến trình ánh sáng. Sử dụng hơi thở của rồng. Giống như tất cả các con rồng và sát nông nhân khác, Acnologia cũng có thể sử dụng nong hống, được chứng minh rằng là có thể phá hủy cả một ngọn núi hay thậm chí là khoan thủng lòng đất. Theo mình, đòn nong hống của Acnologia đủ mạnh để có thể phá hủy cả một quả thiên thạch cỡ lớn. Nửa vĩnh cửu. Sau khi hấp thụ khe nứt thời gian, Acnologia sở hữu thêm một kỹ năng mới được gọi là ngọn nửa vĩnh cửu, hoặc cũng có thể kỹ năng này anh ta có từ trước nhưng bây giờ mới đem ra xài. Uy lực của đòn tấn công hủy diệt này cực kỳ đáng nể, có thể phá hủy cả một quốc gia trong chớp mắt nếu muốn, hoặc thậm chí là một vùng đất rộng lớn hơn nhiều so với một quốc gia lớn, hay thậm chí là phải mấy cái quốc gia. Trước đây mình cứ nghĩ khả năng tấn công của Acnologia chỉ dừng lại ở mức đa lục địa là cùng, tuy nhiên không phải thế. Thời gian gần đây, sức mạnh của Acnologia dần được khai phá và thực ra ông ta cực kỳ nguy hiểm và mạnh mẽ. Để cho anh em biết Acnologia có khả năng tấn công mạnh đến mức nào thì chúng ta phải quay trở lại thời điểm 400 năm trước, khi mà loài rồng thống trị trái đất. Những con rồng được xác nhận rằng là có thể phá hủy cả một quốc gia, và Acnologia đã đưa cái loài sinh vật có thể phá hủy quốc gia này vào trong dĩ vãn. Cũng như là ông ta đã đi và hủy diệt vô số quốc gia trên trái đất. Theo đấy, các đòn tấn công của ông ta đã trình Brennit vì ông ta đã hủy diệt trái đất trong một thời gian ngắn. Nhưng sau đó lại dừng lại, có thể rằng là do là nếu như làm thế này thì còn cái gì đâu mà vui. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao Acnologia chưa hủy diệt hoàn toàn trái đất khi mà trên trái đất vẫn còn sự sống? Thì để mình giải thích thêm, giống như Showa King Ghidorah và Death Ghidorah vậy, các đòn tấn công của chúng vẫn chưa đủ mạnh để có thể hủy diệt một quốc gia trong một đòn duy nhất, hay là phá hủy cả một ngọn núi trong một đòn duy nhất. Có thể là do kỹ xảo thời đấy, hoặc cũng có thể do rằng là sức mạnh của chúng vẫn chưa đủ mạnh để biến hành tinh thành cát bụi trong vũ trụ. Giống như Acnologia cũng vậy, ông ta cũng có thể hủy diệt trái đất nếu muốn, nên theo đấy khả năng tấn công của Acnologia đạt trình Planet. 3. Phân tích trận chiến. Bây giờ mình sẽ xét khả năng tấn công của cụ Marara cũng như khả năng phòng thủ của cụ. Ở trạng thái Jinchuriki thập vĩ, cụ ma có thể triệu hồi 9 quả thiên thạch cùng lúc, và các đòn tấn công của cụ lúc này đã có thể phá hủy cả bề mặt trái đất. Theo đấy, các đòn tấn công của cụ cũng đặt trình Planet hay hành tinh. Về khoản độ bền, khi Naruto và Sasuke được lục đạo hiền nhân truyền cho sức mạnh lục đạo, bọn họ lúc này đã sở hữu sức mạnh có thể phá hủy bề mặt trái đất. Theo đấy, các đòn tấn công của bọn họ cũng đặt trình Planet, và cụ ma đã tanh được các đòn tấn công từ bọn họ. Theo đấy, độ bền của cụ Madara cũng đặt trình Planet. Về thể hình, ở dạng người có lẽ cả hai ngang ngửa nhau, nhưng khi biến hình thì Acno ở phong rồng cũng chỉ có 20m mà thôi, trong khi đó cụ ma khi bật Susanoo toàn chân thể cao tới 120m lận. Như vậy về kích thước, cụ ma sẽ to hơn đối thủ khá nhiều khi ở dạng khổng lồ. Về sức mạnh thể chất, mình tặng cho là ngang ngửa nhau, tuy nhiên ở dạng khổng lồ thì có lẽ cụ ma mạnh mẽ hơn một chút. Về tốc độ của Acno khi ở dạng người rất đáng nể. Theo mình đánh giá lúc này có thể tốc độ của ông đạt trình độ ánh sáng. Còn khi ở phong rồng dù chậm đi khá nhiều nhưng không có nghĩa là ông ta rất chậm. Ông ta đủ nhanh để bắt kịp con tàu của hội Blue Vegasus, mà con tàu này có tốc độ di chuyển bằng với tốc độ Mach 5.
tức là gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Nên mình suy đoán khả năng di chuyển của Acnonosia ở phông rồng cũng phải đạt tầm mắt 6 đổ lên. Về phần cụ ma, ông ta cũng cực kỳ nhanh và phản xạ cũng rất nhanh, ra đòn cũng cực kỳ nhanh nhẹn, không cho sư đoàn 4 đánh trúng ông ta một đòn nào cho đến khi có sự tham gia của Namkage, nhưng ông vẫn bón hành cho bọn họ sấp mặt mà thôi. Khi ở trạng thái Jinchuriki, thập vị ông đủ nhanh để nhìn và nhận ra được các đòn tấn công của Gai, dù ông không đủ nhanh để đỡ được các đòn đấm từ thanh niên đồ bó này. Ông cũng đủ nhanh để có thể đánh trả Minato, một ninja có tốc độ cực nhanh, không thua gì tốc độ ánh sáng. Theo mình thì về khoảng tốc độ, cụ Madara không thua kém quá nhiều so với đối thủ, nghĩa là Akno vẫn sẽ nhanh hơn một chút. Về mặt độ bền, Acnonosia đã tanh được vài trăm cây kiếm tựa già Kalanet vào lưng, tanh được các đòn tấn công có thể phá hủy được cả quốc gia hay thậm chí là cả lục địa. Tuy nhiên nếu cụ rồng tanh được thì cụ Madara cũng tanh được, mà thậm chí là còn tanh tốt hơn, cao hơn nhiều, thể hiện qua việc chịu được một lúc 9 đòn đập đuôi của 9 vị thú. Tanh được các đòn tấn công của Naruto và Sasuke, lúc này hai người đã được boost sức mạnh, mà lúc này Naruto và Sasuke đã đạt đến trình Brennit rồi. Nên theo đấy các đòn tấn công của bọn họ gây tổn hại rất lớn đến trái đất. Theo đấy độ bền của cụ Madara cũng đạt trình Brennit, ăn đứt độ bền đa lục địa của đối thủ. Về khả năng tấn công, Acnonosia sở hữu đòn ngọn lửa vĩnh cửu đủ mạnh để có thể hủy diệt cả một khoảng vùng đất lớn. Tuy nhiên, nếu như ngọn lửa vĩnh cửu có thể làm được như vậy thì đòn 9 quả thiên thạch rơi của cụ Madara cũng không hề kém cạnh. Về cái khoảng khả năng công phá của hai đòn này hơi khó so sánh, quá là 1-8-1-10, nên mình sẽ tạm cho cả hai ngang nhau. Về khả năng phục hồi, rõ ràng là cụ Madara vượt trội hơn, không những là có thể mọc lại cơ thể mà thậm chí rằng còn có thể phục hồi lại cả sức mạnh. Xét về kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng Acnonosia có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn. Tuy nhiên cụ Madara lại sử dụng mưu mô tốt hơn trong chiến đấu, nên về khoản kinh nghiệm mình sẽ tạo cho cả hai ngang nhau. Xét về các năng lực, cụ Ma cũng vượt trội hơn. Ngoài mấy cái đòn tấn công diện rộng ra, cụ cũng có thể hấp thụ lượng sức mạnh giống như đối thủ, cũng như là tuyệt chiêu của cụ cũng đa dạng hơn. Tổng kết, rõ ràng cả hai nhân vật ngày hôm nay đều thuộc chức cụ rất ngầu lòi và tàn bạo, nhưng cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bây giờ hãy cùng xem ai có tỉa thằng cao hơn nhé. 1. Về sức mạnh, cụ ma hơn khi ở dạng Susanoo toàn chân thể. 2. Về độ bền, cụ ma cũng hơn. Về các khả năng phục hồi, cụ ma cũng hơn nhiều so với đối thủ. Về khả năng tấn công là ngang nhau. Về kinh nghiệm chiến đấu, Acno hơn. Về trí tuệ và mưu mô, cụ ma hơn. Về nguồn chất ra và ma lực, mình tạo cho cả hai ngang nhau. Về tốc độ, Acno nhỉnh hơn một chút ở phông người. Về kích thước, Acno cũng thua xa so với đối thủ. Ông chỉ cao bằng 1/6 so với đối thủ. Trong khi đó cụ ma ở trạng thái Susanoo cao đến 120m lận, trong khi đó Acno chỉ cao 20m thôi. Người về khả năng đa dạng thì cụ ma cũng hơn. Kết luận, rõ ràng cụ ma mạnh hơn nhiều so với Acnonosia. Dù cả hai đều có khả năng tấn công đạt trình Brennit nhỏ, nhưng độ bền của cụ ma đạt trình hành tinh nhỏ, vượt xa trình đa lục địa của đối thủ. Từ các tiêu chí được liệt kê ra thì mình mạnh dạn đoán luôn tỷ lệ thắng của cụ ma ở trạng thái Jinchuriki tập vị sẽ lên đến 90% tất cả các trận trước cụ rồng đen Acnonosia. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, vì nãy giờ anh em đã bỏ thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip ủng hộ mình nhá. Nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe để giúp cho clip của mình cũng như là cái kênh của mình nó được phát triển nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.